Xin chào tất cả các bạn, mình là An Pi, hiện tại mình đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Bằng cái kinh nghiệm cá nhân của mình và cái sự tìm hiểu những thông tin của mình thì hy vọng rằng những cái chuỗi clip chia sẻ về visa 462 này sẽ có ích đối với tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì mình dự định là sẽ làm clip đầu tiên để nói chung về cái visa 462 này. Những cái thông tin chung chung đó thì mình sẽ phân tích từng cái một cho nó rõ ràng, từng thông tin một cho nó rõ ràng và chi tiết hơn nữa. Và đến clip thứ hai thì mình sẽ làm về những cái chuỗi câu hỏi mà các bạn thường hay thắc mắc. Mình sẽ giải đáp toàn bộ những cái câu hỏi đó, rồi là về cái cách thức đăng ký này, đặc biệt là dành cho tất cả những cái bạn đang ở nước ngoài, không phải là đang ở Việt Nam. Có thể các bạn ở Đài, ở Sing, ở Nhật, ở đâu khác mà các bạn muốn đến Úc với visa này thì các bạn cũng đều có thể đăng ký được. Và một loạt những cái clip khác, ví dụ như là về học tiếng Anh này, về thi chứng chỉ gì này, PTA hay là IELTS hay là nọ kia đó. Đấy, thì tất cả mình sẽ có trong chuỗi clip này của mình, thì hy vọng các bạn sẽ cùng theo dõi nhé. Rồi, thì để chuẩn bị cho cái clip này thì mình cũng đã in ra rất là nhiều tài liệu và mình cũng có tra thông tin rất là đầy đủ lại rồi, để cho đảm bảo được cái thông tin nó chính xác hơn nữa ấy. Mặc dù đây chỉ là những cái thông tin, những cái kinh nghiệm của chính bản thân mình thôi, nhưng mà mình cũng cần phải có cái sự chính xác. Đấy, có cái độ chính xác nhất định, chứ nếu không thì hàng ngàn những cái thông tin ngoài kia, chúng ta mà không biết chính xác cái nguồn để chúng ta tra khảo và tìm hiểu ấy, thì rất dễ là chúng ta sẽ dễ sai lầm ngay từ đầu và chúng ta sẽ không biết cách là phải làm thế nào, đúng không? Đấy, mình đã in hết ra đây rồi. Và tất cả những cái thông tin này mình in ra đây để hôm nay mình gửi tới các bạn ấy thì đều có trên trang chủ của Bộ Di trú Úc, của Bộ Chính phủ của Chính phủ Úc ấy. Đấy, về cái visa này này, nên là mình sẽ dán cái đường link đấy ở phía dưới, và các bạn hãy kích vào đó và tìm hiểu và tự mình tìm hiểu và xác nhận lại. Ví dụ như là các bạn không hiểu tiếng Anh thì các bạn có thể là copy cái đoạn đó vào trong Google dịch, và một bên kia thì nó sẽ dịch tiếng Việt thì các bạn sẽ hiểu sơ sơ được. Tất cả những cái thông tin ngoài kia thì có rất là nhiều và các bạn không biết là nên tìm hiểu từ đâu thì các bạn cứ vào thẳng trang web của chính phủ và các bạn tìm hiểu về cái visa này thì nó là những cái thông tin chính xác nhất và chi tiết nhất cho các bạn. Bây giờ thì mình đang truy cập vào trang chủ của chính phủ Úc để tìm hiểu về visa này, sau đó mình sẽ giải thích tường tận và chi tiết cho các bạn nha. Đầu tiên là về phần overview thì cái visa này có thời hạn là 12 tháng. Phí để chúng ta chi trả cho cái việc xin visa là 510 đô Úc. Mình sẽ dùng đơn vị là đô Úc nha, bởi vì là tùy từng thời điểm khác nhau, tùy từng thời điểm các bạn đăng ký khác nhau thì khi chúng ta đổi ra tiền Việt ấy, thì nó sẽ có giá khác nhau. Vì thế các bạn sẽ tự tra xem là giá của thời điểm hiện tại là 510 đô Úc là khoảng tầm bao nhiêu tiền Việt Nam. Còn đối với những cái bạn ở nước khác thì các bạn sẽ đổi ra cái đơn vị tiền của nước đó nha. Tiếp theo này, với visa này thì bạn có thể làm việc ở Úc để chi trả cho cái kỳ nghỉ của bạn này. Bạn có thể học tập đến 4 tháng liền. Bạn có thể học tập trong vòng 4 tháng này. Có thể du lịch này, du lịch xung quanh đất nước Úc nếu mà bạn muốn. Và bạn có thể ra vào đất nước Úc trong cái thời gian bạn có cái visa đó thoải mái luôn, không giới hạn số lần. Bạn có thể đến đấy làm, xong bạn về Việt Nam, xong bạn lại đến cũng được, không sao, miễn là còn thời hạn nha, visa còn thời hạn nha. Đấy. Rồi tiếp theo này, và nếu như mà bạn muốn gia hạn thêm ý, thì cái visa này có thể gia hạn được. Lần đầu bạn xin thì là được 1 năm, đúng không? Đấy, gần hết 1 năm rồi, trước bạn chắc được trước đó 3 tháng, trước khi thời hạn visa của bạn hết trước 3 tháng thì bạn phải xin. Nếu mà bạn muốn gia hạn thì bạn sẽ gia hạn thêm lần hai cũng được 1 năm tiếp. Và các bạn nhớ là trước 3 tháng hết hạn của visa thì các bạn phải gia hạn tiếp rồi. Tiếp theo này, bạn phải có hộ chiếu của quốc gia của bạn. Những cái quốc gia mà có thể xin visa 462 thì tất nhiên là Việt Nam mình là một trong những quốc gia đó rồi. Bạn từ 18 đến 30 tuổi. Đây là mình chỉ nói chung chung với nhau, lát nữa mình sẽ giải thích chi tiết hơn. Bạn sẽ phải đăng ký cái visa này ở ngoài đất nước Úc. Nếu mà hiện tại bạn đang ở Úc thì bạn không thể đăng ký được. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn ở ở ở Nhật này, ở Hàn này, ở Sing này, ở Malaysia này, ở Việt Nam này đều đăng ký được hết, miễn là các bạn đang ở bên ngoài nước Úc nha. Bạn sẽ không được kèm theo trẻ em với cái visa này, và bạn sẽ với yêu cầu đó là bạn chưa từng đến Úc với visa 462 hoặc là visa 417, tức là bạn chưa từng
đến Úc với hai loại visa 462 và 417 thì bạn sẽ đăng ký được. Còn nếu mà bạn đã từng đến Úc với hai loại visa này rồi thì các bạn sẽ không đăng ký được. Ok chưa? Rồi, đấy là sơ sơ về cái thông tin visa 462 này thôi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu sắc hơn nha. Thì các bạn thấy là tên của cái visa này đó là Working and Holiday, đúng không? Tức là working là làm việc, còn holiday là kỳ nghỉ. Tức là bạn vừa làm vừa nghỉ ngơi, chứ không phải là bạn đi làm toàn thời gian như cái visa mà các bạn chỉ đi làm không thôi. Nên là các bạn phải lưu ý nó khác nhau ở chỗ nào nha. Vậy thì nó khác nhau ở như nào? Về với cái visa này thì bạn có thể làm việc, nhưng mà bạn chỉ được phép làm việc cho một ông chủ, cho một công việc tối đa 6 tháng. Tối đa 6 tháng. Sau 6 tháng đó thì bạn phải đi tìm một công việc khác với một ông chủ khác. Không không thể làm được cho một ông chủ toàn toàn thời gian hết cả một năm được. Đó. Nếu mà các bạn muốn, tất nhiên là các bạn sang đấy, sang được đến đấy đi làm rồi thì các bạn sẽ muốn gia hạn thêm visa đúng không? Và để đảm bảo cho cái việc gia hạn visa đó được thành công thì các bạn nhớ đó là chỉ được phép làm cho một ông chủ trong vòng 6 tháng thôi, tối đa là 6 tháng thôi, sau 6 tháng các bạn phải đi tìm một công việc khác, tìm một ông chủ khác. Ok chưa? Rồi. Và có những cái công việc nào để giúp các bạn có thể gia hạn được visa một cách dễ dàng thì lát nữa mình sẽ nói tiếp. Nói kỹ hơn này về những cái điều kiện này. Điều kiện thì đầu tiên là về tuổi, bạn phải trong độ tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 này và nhỏ hơn 31. Được chưa nào? Tức là ví dụ bạn năm bao nhiêu nhỉ? Ví dụ bạn sinh năm 1992 đi, đúng không? Năm 1992 tức là năm nay gần 31 tuổi rồi đúng không? Nhưng các bạn lưu ý này, người ta tính đến cả tháng sinh và ngày sinh nha. Đấy, ví dụ như là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 các bạn đăng ký. Nhưng mà cái ngày sinh tháng sinh của bạn là ngày mùng 1 tháng 5 đi, à hay là mùng 1 tháng 6 đi. Năm 1992 chẳng hạn thì trong khi đó bạn chưa đến 31 tuổi đúng không? Thì bạn vẫn đăng ký được. Đấy nên là các bạn phải lưu ý cái này nha, các bạn tự tính số tuổi của bạn đến tận cả cái ngày và tháng sinh được chưa? Đó, ví dụ đến năm 2023 là các bạn đã 31 tuổi rồi. Là hiểu bạn 30 tốt, nhưng mà nếu mà đến cái tháng sinh các bạn chưa đến thì vẫn vẫn được tính là 30 tuổi. Các bạn lưu ý cái phần này nhé. Có rất là nhiều bạn đang lên hỏi là không biết là mình sinh năm này thì liệu có đăng ký được không? Thì các bạn phải lưu ý nhé. Lớn, các bạn trong cái độ tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi cho đến nhỏ hơn 31 tuổi là ok. Và tính chính xác đến từng ngày sinh, tháng sinh cho mình. Được chưa nào? Đây người ta chỉ nói tuổi thôi nhưng mà thực tế là họ tính tính đến cả tháng sinh và ngày sinh luôn. Nếu mà trong cái thời gian bạn đăng ký cái visa đó bạn vẫn chưa đến sinh nhật tuổi thứ 31 thì bạn vẫn có thể đăng ký được. Ok, không vấn đề gì cả. Yên tâm chưa nào? Rồi, tiếp theo này, bạn chưa từng đến nước Úc với hai loại visa 462 và 417. Tức là sao? Tức là nếu mà bạn từng đi du học Úc rồi thì với visa 500 đó là visa du học Úc đấy thì ok, không vấn đề gì đúng không? Đấy, thế nên là các bạn phải hình dung là như thế. Chỉ đối với hai loại visa 462 và 417 thôi. Nếu mà các bạn chưa đi cái chưa 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 nhận cái visa này và đi đến Úc với cái hai dạng visa này thì các bạn đăng ký hoàn toàn ok. Rồi, và cũng không có yêu cầu gì khác cả. Tiếp theo, về học vấn các kiểu này thì họ yêu cầu này. Bạn phải phải tốt nghiệp đại học hoặc là hoàn thành 2 năm học đại học. Đó, điều này có nghĩa là gì? Các bạn nhớ này. Tại sao nó lại là 2 năm? 2 năm của đại học. 2 năm của đại học thì vậy thì cao đẳng, 2 năm của cao đẳng được không? Được. Vậy thì 2 năm của trung cấp ở Việt Nam chúng ta học là hệ 2 năm đúng không? Hệ 2 năm đúng không? Vậy thì học trung cấp có ok không? Ok nha các bạn. Miễn là 2 năm đó các bạn hoàn thành khóa học là ok. Còn đâu 1 năm 9 tháng hay là 1 năm 11 tháng là cũng không được đâu nha. Phải tròn 2 năm. Phải tròn 2 năm trở lên. Trung cấp, cao đẳng, đại học, ok. Nhưng mà với điều kiện là ví dụ nếu bạn nào đã tốt nghiệp rồi thì chúng ta có bằng tốt nghiệp. Còn nếu bạn nào nghỉ ngang chưa tốt nghiệp thì các bạn phải xin được cái giấy xác nhận của trường học của các bạn là bạn đã hoàn thành 2 năm học ở cái trường đó rồi thì là ok, không vấn đề gì cả. Đó, có rất là nhiều bạn hỏi là mình tốt nghiệp trung cấp rồi liệu đi được không? Yên tâm, đi được hết miễn là 2 năm trung cấp đó bạn hoàn thành rồi, ok, không có vấn đề gì cả.
và không quan trọng là các bạn học ngành gì đâu nha, ngành gì cũng được hết, không quan trọng, miễn là đại học, trung cấp, cao đẳng, ok hết, được chưa nào? Đấy. Và tiếp theo này, có yêu cầu về, tiếp theo là yêu cầu về trình độ tiếng Anh. Đó, đi sang đấy làm việc thì chúng ta cần phải biết tiếng Anh. Và có rất là nhiều bạn cũng có nhiều câu hỏi liên quan đến trình độ tiếng Anh này. Trình độ tiếng Anh thì họ yêu cầu là như thế này. Đâu ta? Đâu ta? À, ok ok, đây. Về trình độ tiếng Anh thì ở đây thì còn có một cái câu hỏi này này, lát nữa mình sẽ nói cho các bạn. Bình thường ấy thì khi nói đến trình độ tiếng Anh thì chúng ta có thông dụng nhất là TOEIC, IELTS đúng không? Đấy. Thế nhưng trong đây họ ghi này, trình độ tiếng Anh là yêu cầu IELTS là 4.5. Đó, 4.5 cho 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Người ta không yêu cầu là từng điểm nghe, nói, đọc, viết của bạn là phải 4.5 trở lên đâu, tức là cái điểm tổng của 4 kỹ năng đó trên 4.5 là được. Trên hoặc bằng 4.5 là ok, 4.5 này, 4.4 thì không được, 4.5 này, 4.5 trở lên là ok hết các bạn nha. Các bạn lưu ý đó. Hoặc là TOEFL. Đấy, với điểm là 32 điểm trở lên cũng cho 4 kỹ năng, mà là tổng điểm nhá, mình đang nói là tổng điểm nha. Đó. 32 điểm cho 4 kỹ năng. Hoặc là PTE, cái này rất là rộ lên đây này. Đúng không? Các bạn rất là quan tâm này. PTE, điểm PTE là từ 30 điểm trở lên, từ 30 điểm trở lên hoặc bằng 30 điểm, ok hết, cho 4 kỹ năng cũng là nghe, nói, đọc, viết. Đây là điểm tổng hết nhá, không phải là điểm từng thành phần đâu các bạn. Hoặc là CAE là 147 điểm trở lên. Cái này là cái này là chắc là ít người biết này, ít người thi này. Rồi ok chưa? Đấy, thế nên là nhiều bạn có hỏi mình là vậy thì mình có bằng TOEIC có đi được không? Bạn có bằng TOEIC không đi được? Ở trong đây họ không có ghi là bằng TOEIC, chấp nhận bằng TOEIC. Vì thế nếu như các bạn đã có nền là từ TOEIC rồi thì các bạn sẽ chuyển qua học IELTS hoặc là PTE rất là nhanh gọn. Và vậy thì chúng ta sẽ học cái nào dễ hơn và làm sao để lấy được cái số điểm mà họ yêu cầu như thế này, thì cái đó mình sẽ làm một clip khác riêng về cái phần học tiếng Anh, thì các bạn sẽ theo dõi thêm nhé. Còn bây giờ mình không nói về cái phần này kỹ hơn, mình không nói về phần này kỹ nữa. Đó. Thế nên là nhiều bạn cũng hỏi là vậy thì tốt nghiệp cấp 3 rồi có đi được không? Không đi được, bởi vì họ yêu cầu là phải từ 2 học 2 năm trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên nha. Trong này họ không ghi nhưng mà thực tế là như thế. Ok chưa? Là họ yêu cầu như thế. Ờ ok. Rồi. Tiếp theo. English. Rồi, về thư giới thiệu. À, ngày xưa thì Việt Nam mình phải xin thư giới thiệu, thế nhưng mà họ đã bỏ đi cách đây 1 hay 2 năm rồi đó. Không cần phải thư giới thiệu về ở trên Bộ Công Thương. Hình như là Bộ Công Thương hay sao ấy. Chúng ta không cần phải xin thư giới thiệu nữa. Ok rồi, quá là tốt rồi, quá là thuận tiện rồi. Tiếp theo nè. Về yêu cầu về tiền này. Về yêu cầu tiền tức là chứng minh tài chính đó các bạn. Đó là bạn phải có đủ tiền cho bạn trong cái thời gian bạn sinh sống ở Úc. Đó. Và cái tiền mà bạn có thể rời khỏi Úc được, tức là tiền vé máy bay đi về nước đó, là bạn phải có đủ tài chính để chi trả cho hai cái việc đó. Việc sinh sống ở Úc này và tiền vé máy bay về nước này. Được chưa nào? Và họ yêu cầu đó là khoảng 5.000 đô Úc trong tài khoản nha. Họ yêu cầu là chứng minh tài chính là khoảng 5.000 đô Úc trong tài khoản. Đó, để có thể chứng minh rằng là bạn có thể hoàn toàn có khả năng sinh sống ở đất nước Úc và bạn có tiền để về nước, chứ không ở lại là tị nạn nọ kia đúng không? Đấy. 5.000 đô Úc nha. Thì các bạn nhớ cho nào. Tiền để chứng minh tài chính là 5.000 đô Úc này. Tiền để các bạn đăng ký xin visa đó là 510 đô Úc. Đấy, các bạn phải nhớ nha. Rồi. Vậy thì về phần chứng minh tài chính này thì như thế nào? Các bạn có hỏi là vậy thì mình ra ngân hàng, mình đưa cho người ta mấy triệu để người ta làm cho mình một cái chứng minh tài chính giả có được không? Thì mình khuyên thật lòng các bạn nha. Không.
Không, không nên mạo hiểm như thế và cũng không không nên làm như thế. Về những cái phần giấy tờ chúng ta cần phải đảm bảo sự chính xác. Nếu mà các bạn đã làm giả rồi thì nó đưa vào một cái gọi là danh sách đen rồi, lúc đó bạn sẽ không thể đến được cái đất nước đó nữa đâu, theo dạng visa khác cũng không được đâu. Thế nên là các bạn cứ phải là tiền thật thóc thật thì là mới ok nha. Và vậy làm sao để bạn gom được cái 5.000 đô Úc này này để cho vào tài khoản để các bạn có thể chứng minh được này, thì làm sao? Bạn trước chỉ cần một ngày thôi là ok rồi, bạn gom hết tiền của tất cả mọi người, người thân này, bố mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè gì đó, các bạn có thể mượn đâu được thì mượn. Các bạn mượn 100 triệu chẳng hạn, sau đó bạn cho vào trong tài khoản của bạn, sau đó bạn nhờ ngân hàng in cho cái số dư đó, xác nhận số dư đó, sau đó bạn lại rút luôn tiền ra cũng được, ok, không vấn đề gì cả. Nhiều người làm như thế và đã vẫn đỗ visa bình thường, không có vấn đề gì cả. Còn nếu như mà nếu thực sự các bạn có tiền hoặc là có thể mượn được người thân bạn bè một thời gian lâu một chút thì bạn cứ để ở trong đó đến khi đỗ visa thì thôi, rút ra cũng được, không sao. Đấy, đấy là hai cách nha. Đó. Hoặc là còn một cách nữa đó là các bạn thôi ra ngân hàng vay khoảng 100 triệu trong vòng mấy ngày thôi cũng được, hoặc một tuần thôi cũng được. Đấy, chỉ lãi thì có một chút 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 thôi, bạn phải trả lãi một chút 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 thôi. Đấy, nên bạn vay thế xong bạn lấy xác nhận số dư xong rồi thì bạn lại trả lại ngân hàng và trả cho họ một chút lãi. Kiểu là như thế. Nhưng mà mình khuyến cáo là các bạn đừng có đi vay nặng lãi đó nha. Tại vì là nếu mà các bạn nôn nóng để có miền thì mình có thể đủ điều kiện để đến Úc quá, các bạn nôn nóng quá, các bạn đi vay nặng lãi là thôi là xong đời luôn rồi đấy nhá. Sụp đổ luôn rồi đấy nhá. Là nợ lại càng thêm nợ chồng chất đấy. Kiếm bao nhiêu tiền không đủ trả đâu, nên là các bạn phải lưu ý, tốt nhất là mượn của gia đình, bạn bè, người thân của mình cho vào đó từ khoảng 70 triệu đến 100 triệu nha. Là chắc chắn nhất. Còn càng nhiều thằng thì càng tốt, còn tối thiểu ít nhất phải là 80 triệu hoặc 70 triệu, 70 mấy triệu là cũng ok rồi đó. Bởi vì sang đấy chúng ta còn phải đi làm nữa mà, chúng ta cũng đi làm mà, chúng ta có chi trả cho cuộc sống của mình được mà. Chỉ là họ muốn cái chứng minh tài chính này để phòng trường hợp ví dụ như chúng ta chưa xin được việc thì chúng ta vẫn có tiền, chứ chúng ta không không có phải tị nạn hay là chúng ta không có tiền để chi trả cho cuộc sống ở trong Úc, ở trong đất nước Úc của họ. Tiếp theo là về sức khỏe này, thì tất nhiên là sau khi chúng ta đăng ký hồ sơ xong hết rồi, chúng ta nhận được mail của họ là thông báo là chúng ta đăng ký thành công, thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi khám sức khỏe. Không phải là các bạn muốn khám ở đâu cũng được đâu nha. Về cái phần khám sức khỏe này này mình cũng sẽ nói kỹ này. Tức là họ sẽ gửi mail và hướng dẫn cho các bạn là các bạn phải lên cái bệnh viện này để các bạn làm những cái xét nghiệm này, lấy dấu vân tay này rồi là chụp phổi này, đó đúng không? Cũng có rất là nhiều quốc gia khác có thể đến Úc với cái visa 462 này, cho nên là ở những cái quốc gia đó thì họ cũng sẽ có những cái cơ sở, những cái bệnh viện để liên kết với chính phủ Úc, bộ cái gì, bộ di trú Úc à, đúng không? Nên là họ sẽ chỉ định cho các bạn bệnh viện thích hợp để các bạn đi khám, kể cả các bạn là công dân Việt Nam nhưng đang ở Nhật này, ở Hàn, ở Sing, ở Malaysia hay gì nọ kia ấy, thì yên tâm là khi các bạn đăng ký thành công rồi họ sẽ gửi cho bạn mail và họ sẽ chỉ định một cái bệnh viện ở chính cái đất nước bạn đang sống đó để các bạn đi khám sức khỏe ở đó. Hôm nay thì sơ sơ là mình chỉ nói qua về visa 462 này này thôi. Các bạn cần quan tâm nhất ý, đó chính là về cái phần độ tuổi của mình này, rồi là những cái giấy tờ liên quan. Độ tuổi của mình thì các bạn nhớ là phải tính đến từng tháng từng ngày, tính đến từng tháng từng ngày. Đó, các bạn tự tự cộng trừ nhân chia ra sao xem là tuổi của mình có hợp không. Nhớ là lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi và nhỏ hơn 31 tuổi, tính đến chính xác đến từng số ngày và số tháng luôn. Như thế nói cho dễ nhá. Nếu mà các bạn chưa sinh nhật tuổi 31 thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký. Đó. Và ở trên đây thì họ không hề là đăng ký à, người người ta đăng thông báo về xem là lịch cho các bạn đăng ký online là vào ngày mấy tháng mấy năm nào, rồi là thời gian ra sao, mấy giờ, cụ thể như nào họ không đăng ký. Cái này thì các bạn cần phải cập nhật thường xuyên ở trên trang chủ để chúng ta có thể đăng ký kịp thời nha. Tại vì tất cả là chúng ta đăng ký online. Ngày xưa thì chỉ có, nếu mà các bạn đi New Zealand thì chỉ có 200 suất thôi, nhưng mà đi Úc thì có đến tận 1.500 suất và tới đây là sẽ còn tăng nữa, nên là các bạn cứ yên tâm. Nhưng mà các bạn hình dung giống như là chúng ta đăng ký tín chỉ ở trường học ấy,
cùng một lúc mà có rất là nhiều người truy cập vào cái trang web đó và cùng đăng ký thì nó sẽ bị nghẽn mạng, hoặc là chỉ nếu mà ai nhanh tay chỉ sau vài giây là họ sẽ đăng ký đủ hết những cái suất đó rồi, thì các bạn sẽ bị rớt, các bạn sẽ không đăng ký kịp thời và các bạn sẽ không xin được visa. Thế nên là các bạn hình dung là vì để đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người và vì để đảm bảo đường truyền tốt nhất mọi người có, thì là họ không công bố chính xác là ngày tháng năm nào họ sẽ mở cổng để cho các bạn đăng ký đâu. Nhưng mà bình thường thì người ta thường nói là đến ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm là cái ngày, ví dụ ngày mùng 1 tháng 7 của năm 2023 đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 nó là một cái một tài khoá mới. Trong trong cái thời gian một năm đó thì họ sẽ tuyển đủ số lượng là ví dụ như là 1.500 suất đi chẳng hạn. Thì trong một cái năm đó thì họ sẽ mở dần dần từ từ đến khi nào đủ số lượng thì thôi. Và khi nào họ mở, mấy giờ, ngày mấy tháng mấy thì không ai biết được. Các bạn lưu ý nhé. Khi nào, chỉ khi nào ở trên cái thông báo, trên cái đường link mà họ thông báo là đã đóng close, đúng không? Thì đã đóng hẳn rồi thì chúng ta sẽ phải chờ đến đúng ngày 1 tháng 7 của năm 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 tới thì chúng ta một cái tài khoá mới thì chúng ta mới có thể đăng ký được. Còn nếu mà trong một cái năm của tài khoá này họ chưa có đóng hẳn hoàn toàn thì chúng ta hoàn toàn vẫn có cơ hội để đăng ký tiếp. Họ mở mở cổng đăng ký thì có nhiều người chưa kịp đăng ký được đúng không? Đấy, hoặc là có nhiều người đăng ký được rồi nhưng mà xét duyệt hồ sơ không không ok thì những người đó sẽ bị rớt và sẽ cái phần đó thì sẽ trở thành cơ hội cho các bạn. Nên là các bạn lưu ý nha. Sau khi mình nói tổng quan về cái visa này rồi thì các bạn cần phải xác định cho bản thân mình đó là mình thực sự có muốn đi cái visa này không. Các bạn lưu ý nhá. Cái visa này ấy là một năm, thời hạn là một năm và được gia hạn tối đa là 3 lần. Vậy thì nếu như các bạn đến Úc 3 năm rồi, các bạn gia hạn visa thành công cả 3 năm đó thì các bạn ở được đến 3 năm rồi. Vậy thì sau 3 năm đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn về nước hay là các bạn muốn ở lại Úc thì các bạn con đường tiếp theo các bạn sẽ đi như thế nào? Thì các bạn phải suy nghĩ cả đến những cái vấn đề đó nữa. Các bạn sẽ chuyển sang visa đi đi học nghề hay là đi du học hay là định cư hay là gì đó. Và nếu như để muốn được chuyển sang những cái visa khác thì các bạn sẽ phải cần điều kiện gì thì các bạn cũng phải tìm hiểu ngay nha. Nếu thì mình sẽ nói những về những cái vấn đề sau này đấy và trong một clip tiếp theo. Chứ còn hôm nay thì mình chỉ nói về visa 462 thôi, còn mình không nói về các loại visa khác nữa. Và vì sao mình lại nói về những cái vấn đề đó? Bởi vì chính bản thân mình cũng tìm hiểu rồi. Chứ chứ mình không phải là nhà môi giới để mồi câu mồi để làm hồ sơ cho các bạn xin visa nọ, visa kia để kiếm tiền đâu nha. Mình không phải là nhà môi giới visa. Và mình cũng không phải là nhà môi giới về bên cái gì nhỉ, học tiếng Anh, chứng chỉ học tiếng Anh gì đó của trung tâm nào đó, không phải. Mình cũng là một cái người giống như các bạn tìm hiểu visa này, đăng ký này và cũng muốn đến Úc làm việc, sinh sống học tập. Đấy, thế nên là bằng kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình thôi. Tự nhiên nói đến đây mình quên mất rồi. Trình độ tiếng Anh, cái này quan trọng lắm. Nếu mà không có chứng chỉ tiếng Anh thì các bạn không đi được. Nên các bạn, bạn nào có gốc tiếng Anh rồi, có chứng chỉ rồi thì cứ thế mà triển thôi. Còn nếu bạn nào chưa có thì chúng ta phải phải nhanh chóng phải đăng ký học ngay tiếng Anh đi thôi. Phải tự tự học hay là đăng ký ở đâu thì tùy các bạn thôi. Cách học nào tốt cho các bạn thì các bạn học thôi. Phải có chứng chỉ tiếng Anh thì chúng ta mới có thể làm hồ sơ và để đăng ký được. Đấy, rồi làm. Và các bạn nhớ nhỉ, cái visa này thì chúng ta tỷ lệ chọi rất là cao. Đấy, để gọi là chúng ta phải làm sao nhỉ, phải luyện ngón, để phải luyện đăng ký trước đi, chúng ta phải luyện cách điền form các kiểu đi, thì đến cái ngày họ chúng ta canh được họ mở ra rồi thì chúng ta cứ thế mà viết thôi, hoặc chúng ta có thể dùng phần mềm auto rồi nọ kia đó, thì là đấy là cái vấn đề đấy thì mình đã nói tiếp sau một clip khác riêng về cái phần hướng dẫn điền form rồi là làm sao để canh visa rồi đấy thì mình sẽ nói tiếp, nên là các bạn phải lưu ý những cái đấy. Đó là các bạn phải xác định xem là mình đã đủ điều kiện chưa. Nếu mà đủ điều kiện rồi thì cứ thế mà triển thôi. Còn nếu mà chưa đủ điều kiện thì chúng ta phải làm sao để cho mình đủ điều kiện đã. Đấy. Tiếp theo là thứ hai nữa, đó là các bạn phải xác minh là mình có thực sự muốn đăng ký cái visa này không. Đấy, hay là mình thấy tất cả mọi người khác là đi đăng ký là mình cũng thôi, mình cũng đi lên đường sang Úc đi làm thôi, là mình cũng đăng ký là thôi là mình chết đó, là mình sai lầm ngay từ con đường đầu tiên rồi đấy, thì những về sau này có rất là nhiều rủi ro xảy ra bởi vì mình không xác định được thực sự là bản thân mình muốn gì, làm gì là sai lầm ngay từ đầu. Nên là các bạn phải xác định được rõ ngay từ đầu là các bạn thực sự có muốn đi visa này không. Xác định là rất là vất vả đấy, không phải là không đâu.
Bởi vì chúng ta đi làm việc tay chân khác với chúng ta đi lao động trí óc nha. Và visa này làm việc thì cũng không phải là kiểu như là chúng ta có thể cố định hay là cố định với một cái công ty nào đó được. Chúng ta chỉ làm trong vòng 6 tháng thôi. Và các bạn hình dung chúng ta làm trong một thời gian ngắn như vậy. Vậy thì cái vấn đề chúng ta quan tâm đó là gì? Bảo hiểm, phúc lợi xã hội, thuế sẽ như thế nào, đúng không? Đó, thế nên là cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Ví dụ các bạn đi làm farm, các bạn đi hái dâu, hái nho này, rồi đi chăn bò chăn dê gì đó, cắt cỏ gì đó, chẳng may các bạn gặp tai nạn, chẳng may các bạn bị cứa vào tay hay là làm sao đó, bị ngã hay là bị chân tay làm sao đồ đó làm sao đó, thì khi đó các bạn phải đi bệnh viện. Vậy thì tiền bảo hiểm ở đâu mà có? Nếu mà chúng ta cứ mang tiền mặt ra để mà trả thì tốn rất là nhiều tiền. Các bạn hình dung là ở nước ngoài tốn tiền viện phí lắm, kể cả ngay Việt Nam mình cũng thế thôi. Vậy thì nếu các bạn không có bảo hiểm thì các bạn sẽ phải làm sao? Nên là các bạn cần phải lưu ý đến những cái vấn đề đó. Còn trước khi đi Úc thì tất nhiên là các bạn sẽ phải tự mua bảo hiểm cho bản thân mình rồi. Điều đó là điều đương nhiên. Đó nha. Vậy thì là các bạn nhớ nha. Tất cả những cái gì mà mình nói đây là kinh nghiệm của bản thân mình và mình nói rất là chi tiết rồi. Vì thế các bạn phải tự tự xem là bản thân mình có đủ điều kiện hay không. Rồi có những gì không hiểu thì có thể bình luận phía bên dưới. Mình sẽ giải thích chi tiết cặn kẽ lại cho tất cả các bạn nhé. Có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình và nhiều khi thì mình cũng bận ý. Rồi là mình cũng trả lời kiểu như là các bạn hỏi những câu rất là ngây ngô ấy. Có nhiều cái mà thông tin ở trên mạng rất là rõ ràng rành mạch rồi nhưng họ vẫn hỏi, ví dụ như là mình nói đó, phải đảm bảo trong độ tuổi từ lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi cho đến chưa đến sinh nhật lần thứ 31 đúng không? Mình nói như vậy rồi nhưng vẫn có rất nhiều bạn hỏi là vậy thì mình sinh năm 1994 liệu có đủ điều kiện đi không? Tất nhiên là đủ rồi, đúng không? Và mình nói lưu ý rồi, khi hỏi chúng ta cũng phải hỏi những câu nào thật sự là hóc búa cho mình rất là khoái những câu hỏi hóc búa, chứ các bạn hỏi đơn giản quá mình không muốn trả lời nha. Đấy, rồi là bây giờ mình sẽ nói đến những cái phần gọi là những cái công việc mà các bạn có thể giúp cho các bạn gia hạn thêm visa năm 2, thì nó liên quan đến những cái công việc như thế nào ở trên đây họ cũng ghi hết rồi. Thì ở trong đó thì có những cái việc chủ yếu các bạn hình dung là họ thiếu nhân lực ở cái ngành nhà hàng khách sạn này, chăm sóc sức khỏe y tế này, rồi ở những cái nông trường, những cái khu farm trang trại này, đó những ở những cái vùng sâu vùng xa này họ rất là cần người, họ rất là cần nhân lực. Vì thế nếu chúng ta xông pha đến những cái phần đó thì chúng ta hoàn toàn gia hạn được cái visa lần thứ hai, lần thứ ba, ok hết, không có vấn đề gì cả nhá. Rồi, đây là clip đầu tiên mình nói tổng quan về visa này thôi. Còn visa tiếp theo à, về về cái clip tiếp theo đây thì mình sẽ nói về cái cách để cho các bạn cái gì nhỉ, làm hồ sơ và xin visa ở ngoài đất nước Việt Nam. Ví dụ như là các bạn phải cần sổ hộ khẩu này, hộ chiếu này thì tất nhiên là các bạn có rồi này, rồi là bảng điểm học tập các kiểu này, có phải dịch thuật không này, rồi các bạn sẽ phải gửi đi như thế nào này, rồi các bạn chứng minh tài chính ở nước ngoài thì như thế nào này, đúng không? Mà các bạn đâu có ở Việt Nam đâu, đúng không? Ở Việt Nam thì làm quá đơn giản rồi, nhưng các bạn ở nước ngoài thì làm như thế nào? Thì thực sự nó cũng không có gì khó đâu, cũng y hệt như ở Việt Nam chúng ta thôi, làm nào thì ở nước ngoài nó cũng làm như vậy thôi. Thế nên là mình sẽ giải thích kỹ hơn trong clip tiếp theo này nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ chỉ nói đến đây thôi. Và chúc chúc các bạn là sẽ xem clip này của mình xong và sẽ thử tự nghiệm xem là bản thân mình có đủ điều kiện không. Và nếu như các bạn đủ điều kiện thì rất là vui mừng. Chào mừng các bạn đến với visa này gần hơn một chút rồi. Đó, tỷ lệ thành công là khoảng tầm 20% rồi. Đấy, thế nên là chúng ta cứ thế mà tiến lên thôi nha. Rồi, cảm ơn và chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ nha. Rồi, chào các bạn.